xin chào mọi người nhé. đây là hai chiếc uh, equi và compressor của caden song. À, đây là phiên bản uh, mastering. À, một chiếc uh, equi và chiếc Com của phiên bản mastering. trong cái um, phần equi com ấy của caden ấy thì nó ra hai phiên bản, một là phiên bản mixing và phiên bản mastering. hai phiên bản nó chênh nhau rất nhiều. vậy thì cái sự chênh nhau uh, giữa hai phiên bản đấy là như thế nào? <laughs> thì đây. À, đối với phiên bản về mixing ấy, về mastering ấy, thì tất cả các núm họ làm đều như nhau hết và tất cả các uh, kênh và các cái uh, phím này đều như nhau hết. Nhưng mà đối với phiên bản mastering ấy, thì à, cái phần pha màu cho từng band này này, phần này, này là phần ăn tiền của thằng Kerson uh, này. Nó có thể pha màu cho band 1, band 2, band 3, band 4 và pha màu cho toàn toàn band. Nhưng mà khi mà các cái ai khác mình biết ấy thì nó sẽ không thể pha màu cho từng 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 ben của mình mình muốn pha màu bên nào thì không pha màu bên đấy được mà nó chỉ toàn là pha màu của toàn ben nhưng con này nó sẽ pha màu cho từng ben một và đây là cái hay của cái phiên bản mastering còn phiên bản uh, mixing thường ấy, thì sẽ không có cái này không có cái phần pha màu này nó có núm này nhưng mà vẫn không tác dụng à. đây là cái um, khác nhau và cái khác nhau dần đến là hai con chơi nhau gần 4.000 đô giữa hai con equi mixing và quan Mastering còn cái compressor <laughs> hai con này con compressor giữa mixing và compressor giữa maturing thì cũng có sự chênh nhau hơn một nghìn đô nhưng mà chênh nhau một nghìn đô thì như thế nào đối với con mixing ấy, thì tất cả các núm của nó đều là núm trơn tức là các bạn các bạn không có cái cảm giác nó tạch tạch này Đấy. Đấy. nhưng mà riêng với cái phần à, maturing thì nó sẽ có một cái à, bánh răng hàm ở đây này và khi mình vặn ấy, thì nó sẽ có một cái nó gọi là cảm giác tay của mình ấy, cho nó tốt hơn đấy, nó sẽ hãm lại cái 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 mình vặn chế áp cái này là mình thấy là các cái ra rất là hay và chỉ có thêm mình cái bánh răng này thôi thì uh, cả hai con khác nhau đến tận uh, 1.500 đô uh, đó là sự uh, người ta gọi là, uh, là gì nhỉ? chất uh, chất uh, chất xám ấy. chất xám của cái xong bỏ vào đấy thì cái này thì nó sẽ có cái mod sẽ là mod ski và Hara, hai cái mod này nó sẽ thay đổi màu âm cái màu của của, của cái con. Thứ hai là cái về cái phần preset của nó. Nó có rất nhiều preset và tùy theo mình chọn trong cái preset auto của nó hay là preset tùy theo mình dùng như nào thì mình sẽ bật. Thực sự là đến Karasong thì cái âm thanh của nó rất chi là hay. Và đây là mình sẽ video này thì mình sẽ nói về cái sự khác nhau giữa cái phiên bản thường và phiên bản mastering thôi. Còn để về âm thanh thì mình sẽ có một cái video test sau. Đây là hai con Caresol.